đây chính là cái lỗi sanh. Cái lỗi sanh mà hồi nãy anh Duy đã chia sẻ, từ cái tầng 5 đây, chúng ta xuống tới hầm và qua các cái vườn treo bên này, tạo một cái lối đi bộ thông gió chiếu sáng tự nhiên cho khu vực này. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có cái khái niệm phố đi bộ. Các bạn sẽ thấy nhiều ở Hàn Quốc và Nhật Bản, đặc biệt là các bạn tới Shibuya chẳng hạn, hoặc là Nam Dân ở Hàn Quốc. À, tôi muốn đưa hình ảnh cái hầm. Chủ đầu tư đã dành 3 tầng hầm cho để xe. Tính toán bình thường chúng tôi 2 hầm là đủ, nhưng chủ đầu tư đã không tiếc tiền đầu tư luôn 3 tầng hầm để đảm bảo cái chuẩn A của chúng ta là chuẩn A đích thực cho diện tích đổ xe của từng căn hộ. Ngoài ra các bạn thấy rằng là tầng hầm chúng ta có cái tiêu chuẩn thoát hiểm và phòng cháy chữa cháy hiện nay cao gấp 1.5 lần tất cả các tòa nhà hiện nay. Chúng ta là nơi đầu tiên mà phải thiết kế theo chuẩn mới, chuẩn cao nhất của 06-2020. Do đó tầng hầm chúng ta gần như là đi ra trước các cái tiêu chuẩn đã có, và chúng ta sẽ đầu tư 1.5 lần cả thang thoát hiểm, cả thang bộ, thang máy, các cái hành lang đi lại này kia, cự ly thoát hiểm chúng ta cũng ngắn hơn. Đó chính là cái câu chuyện mà các bạn sẽ nói với khách hàng của mình.